Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Út, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, các đồng chí trong ban giám đốc công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. 9 tháng năm 2024, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp lãnh đạo chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 85,03%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,46%. Công tác triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, kinh tế buôn lậu đạt kết quả tích cực, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ xử lý. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của công an tỉnh trong 9 tháng qua. Đồng chí chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2024, ngành công an cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, không để xảy ra tình huống bất ngờ, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Út trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 9 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024.